bóng ai thấp thoáng, nón trắng nhấp nhô chín hồng đôi má em đứng đợi chờ. Ơi em gái làng chuông trăm thương ngàn nhớ, non trắng chào ý, luôn có hình em. Trên quê hương nghỉ mình nghỉ nắng nghỉ, non trắng sinh giữa đời y nụ hồng nở trên môi, nồng lành đôi mắt hai người. Tìm nhau trong y nắng đi trong quanh nón trắng, ánh mắt chào ý nhau vì chúng nghĩ một ý màu cho đẹp đi. Những mùa sau ai có đi nơi đâu, nón trắng trên ý đâu nghĩa tình thêm nặng sâu. Thân thương nón chẳng phải mong dòng nghĩ thơ anh nghĩ viết đi, có em đi trong nghĩ đó cô gái chuông nghĩ, cô gái chuông đôi bàn nhì, bàn tay xinh đưa mũi kim nhanh nhanh. Em theo sợi tới tình nghi quê lụa mình nghi, tên hồn vinh thần thương nón trắng nghi quê ạ. Xin được chân thành cảm ơn phần trình bày của thí sinh Nguyễn Oai đã dành tặng tới tất cả quý vị làn điệu chèo Nón Trắng Quê Mình. Còn ngay bây giờ, trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần đánh giá nhận xét đến từ ban giám khảo. Đầu tiên xin được trân trọng kính mời nhạc sĩ Đoàn Bồng. Vâng, trước hết xin chúc mừng phần thi của anh Nguyễn Oai, anh đã hoàn thành cái bài hát của mình. Tôi là một người mà rất thích nghe hát chèo, bởi vì từ thời tôi học phổ thông là tôi đã được thầy nhà trường cử đi học hát chèo, và tôi cũng đã trong quá trình hoạt động tôi đã đóng vai chèo. Trước hết là phải nói là khi nghe hát chèo, ai hát chèo tôi rất cảm tình. Anh chơi là thấy là anh là người có giọng, cái đó là rất mừng, bởi vì hát chèo mà không có giọng đẩy hơi lên là rất khó. Hát chèo thực tế là rất khó đấy, chưa kể những cái xanh cốp, nhịp nội nhịp ngoại đấy. Nhưng mà trong quá trình hát có thể là cái này anh hát theo, nói thật là còn hát theo bản năng,
cho nên là cứ hát thôi, cũng 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 có thể chưa có người góp ý cho mình, nhưng mà tôi nghĩ sau đợt này thì có thể anh sẽ nghĩ lại và sẽ hát sẽ hay hơn nhiều. Tức là anh hát thì một là đặc biệt hát chèo là phải tròn vành rõ chữ lắm, hát thanh nhạc, hát bài hát mới đã phải tròn vành rõ chữ, chèo lại càng phải rõ, phải rót vào tai người ta từng chữ một thì anh hát là nó bị nhòe. Và một cái nhược điểm là anh hay đẩy lên mũi. Đấy, thành ra nghe nó tiếng nó không được trong. Đấy, thì cái này là mình rút kinh nghiệm để những cái cuộc thi tới, nếu như mình tiếp tục hát chèo thì anh hát chắc chắn là sẽ hay hơn. Đấy, dù sao vẫn cũng xin chúc mừng anh đã hoàn thành cái bài hát chèo của mình. Xin được chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp đến từ giám khảo Đoàn Bổng. Tiếp theo xin mời giám khảo Hạ Vân. Chào anh Kép, nhìn rất là giống chú Khắc Tư. Thật ra thì không phải là đòi hỏi cao đâu, nhưng mà em thật sự là rất hâm mộ chú Khắc Tư. Đấy, hát chèo là phải như vậy anh ạ, rất là chắc chắn, từng câu một, từng chữ một, cho dù là đây là một bài chèo mới, nhưng mà vẫn cứ là mình hát theo làn điệu cổ. Thì em muốn anh hát là em cứ thấy nó cứ bồng bềnh mà nó không có được chắc chắn về cả âm thanh, cả về cả nhịp nữa. Thì đúng như chú Bổng nói, nếu như anh còn muốn dự thi về những cái bài chèo, những cuộc thi sau, hoặc là muốn hát cho mọi người nghe, thì anh hãy thứ nhất là tập lại cái nhịp một chút, chắc hơn một chút nữa, chắc hơn, để vì hát đúng là như chú Bổng nói, hát chèo nhịp rất là khó, và bản thân hát chèo cũng rất là khó, nhịp đã phức tạp rồi, còn giọng hát ngân nga IA rất là khó. Nên là ai mà hát chèo được là như thế này là em cũng rất là cổ vũ rồi. Nhưng cái là em muốn giúp anh hoàn thiện hơn nữa cái giọng của mình, hát chắc chắn hơn từng câu và thật là rõ lời. Chèo là phải rõ lời mới là hay anh nhá. Và chúc mừng anh đã hoàn thành phần thi của mình. Vâng ạ, xin được chân thành cảm ơn phần đánh giá nhận xét đến từ ban giám khảo. Và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời giám khảo Đoàn Bổng và giám khảo Hạo Vân sẽ dành phần cho điểm tới thí sinh Nguyễn Oai. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, giám khảo Đoàn Bổng và giám khảo Hạ Vân đều dành số điểm là 9 tới thí sinh Nguyễn Oai, và xin một tràng pháo tay thật lớn của tất cả quý vị ạ. Xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Oai đã hoàn thành